Nếu như Toyota Land Cruiser thế hệ mới hiện có giá lạc lên tới hàng tỷ, bởi tình trạng khan hàng thì với dòng SUV hạng sang Lexus LX 600 còn hiếm xe hơn. Những người hiện muốn mua xe Lexus LX 600 2022 chính hãng chắc chắn không thể nhận xe ngay và cũng không được hứa hẹn thời gian giao hàng chính xác. Chính lý do này mà những chiếc Lexus LX 600 nhập khẩu không chính hãng, đặc biệt đối với phiên bản Ultra Luxury 4 chỗ ngồi hiện đang đội giá lên gần gấp đôi so với giá xe chính hãng. Cụ thể, một chiếc Lexus LX 600 2022 phiên bản Ultra Luxury hiện được một doanh nghiệp kinh doanh xe nhập, không chính hãng báo giá lên tới 15 tỷ 200 triệu. Trong khi đó, chiếc xe tương tự của chính hãng phân phối tại Việt Nam có giá 9 tỷ 200 triệu. Khi bỏ ra số tiền tranh lệch lớn, người mua xe Lexus LX 600 phiên bản Ultra Luxury sẽ được sở hữu ngay, mà không phải chờ đợi. Với số lượng xe nhập về Việt Nam nhỏ giọt, tất nhiên chỉ có giới siêu giàu mới có thể bỏ ra số tiền lớn để sở hữu chiếc xe này ngay lập tức. Đánh vào tâm lý này, các chủ salon không ngần ngại đẩy giá bán xe lên cao, phục vụ đối tượng khách hàng này. Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi hiện nay để nhập được một chiếc LX600 về nước là điều không hề dễ dàng. Lexus LX600 sử dụng động cơ xăng tăng áp kép 3 5 lít V6, có công suất tối đa 409 mã lực và mô men xoắn cực đại 650Nm chuyển sức mạnh xuống 4 bánh xe thông qua hộp số tự động 10 cấp nền tảng GAF hoàn toàn mới với các góc gầm xe, trên lết LX600 được thừa hưởng từ thế hệ trước, tăng 20% độ cứng vững, trọng lượng giảm 200kg, hạ thấp trọng tâm kết hợp cùng hệ thống treo có tinh chỉnh. Các công nghệ hỗ trợ lái xe địa hình mới nhất được trang bị, trên giảm 200kg có hệ thống lựa chọn đa địa hình Multi Terrain Select, chế độ điều khiển vượt địa hình Cron Control, màn hình hiển thị đa địa hình Multi Terrain Monitor, và màn hình quan sát gầm xe Back Under. Floor View cùng trang bị vi sai hạn chế trượt to sen. Lexus LX 600 phiên bản Ultra Luxury có thiết kế 4 chỗ ngồi độc lập, hàng ghế sau có thể ngả tới 48 độ. Ghế ngồi được chế tạo hoàn toàn mới với tựa đầu cong. Bảng điều khiển dành cho hàng ghế thứ hai với một loạt tiện ích như rèm che nắng trên cửa sổ bên và cửa sổ góc, đèn đọc sách và màn hình giải trí. Dòng xe Lexus LX được giới đại gia tại Việt Nam ưa chuộng dù giá bán không hề rẻ. Dù phải bỏ ra số tiền lớn nhưng vẫn có một số khách Việt chấp nhận chi trả số tiền chênh lệch để mua LX 600 2022 nhập không chính hãng vì không phải chờ đợi lâu như khi đặt xe chính hãng. Ngoài ra, Lexus LX 600 2022 bản nhập từ Mỹ có thêm một số tiện nghi cao cấp hơn xe chính hãng phân phối tại Việt Nam.